Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay ngành y tế Đà Nẵng đang phối hợp với các quận huyện để nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân theo các độ tuổi, nhất là tiêm các mũi nhắc lại, mũi 3 và mũi 4. Theo Sở Y tế thành phố, trong tháng 7 này, ngành y tế tổ chức tiêm mũi 1, mũi 2 vaccine Moderna, Pfizer cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, mũi 1, mũi 2 vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 tuổi trở lên và các mũi bổ sung nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2 cho người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch vừa hoặc nặng. Cán bộ y tế, công an, người lao động tại các nhà máy xí nghiệp, tổng cộng có 41 điểm tiêm chủng được tổ chức đến tận trạm y tế xa phường để tạo thuận lợi cho người dân. Tất cả những điểm tiêm chúng tôi đều tổ chức tất cả mọi ngày, buổi sáng cũng như buổi chiều, và tất cả các đối tượng từ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng như người trên 18 tuổi đều có thể đến đây và tiêm chủng. Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống website của quận, rồi hệ thống loa ở cơ sở di động của các phường, thông qua các tổ COVID cộng đồng với các địa phương, để làm sao đó cho những người mà nằm trong cái độ tuổi tiêm vaccine trong cái đợt này, người ta hiểu rõ được để mà các cái trách nhiệm cùng với chính quyền để thực hiện cái việc tiêm vaccine năm nay đạt tỷ lệ cao nhất. Thực tế hiện nay cho thấy virus COVID-19 vẫn luôn biến đổi và xuất hiện những biến chủng mới khó lường. Trong khi đó, với việc chuyển trạng thái thích ứng thì việc giao lưu đi lại sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Vì vậy, việc tiêm vaccine đúng, đủ liều theo khuyến cáo của ngành y tế là rất cần thiết. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kêu gọi người dân thành phố chủ động tiêm mũi nhắc lại để phòng COVID-19. Tại diễn đàn này, tôi thay mặt cho lãnh đạo thành phố cũng đề nghị và kêu gọi người dân chúng ta tích cực đi tiêm mũi nhắc lại để đảm bảo cái việc phòng chống dịch đối với các cái biến chủng mới của COVID-19. Hơn 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19, vaccine đến nay vẫn là vũ khí quan trọng giúp kiểm soát dịch bệnh để phục hồi, phát triển kinh tế xã hội như hiện nay. Tiêm mũi nhắc lại sẽ giúp mỗi người nâng cao miễn dịch để phòng chống các biến thể mới của SARS-CoV-2.